chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Hôm nay thì em có đi mua cho khách một cái loa center để về lắp vào bộ gian của người ta, của khách ấy. Thì tiện em thấy có mấy cái thì em cũng quay lại cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo một chút. Cho lâu nay thì cũng vì dịch bệnh nên là em cũng ít đi quay video hơn. Này, vẫn đặt hàng, tuy nhiên thì một số cái hàng từ hàng mới, thuốc thang rồi các cái hàng đấu giá thì em đấu thẳng về kho, người ta sẽ đưa về Việt Nam cho em luôn, cho em không đưa về nhà quay video lại. Nên là ít video cho quý vị anh chị cô chú cùng xem, thì quý vị anh chị cũng hết sức thông cảm giúp em. Nếu quý vị anh chị cô chú ghé vào xem video thì cho em một đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về video em cập nhật thường xuyên hơn trong thời gian tới. Thì đây là bọn em loa center. Ở trên em sẽ có hai em to to này trước đây nhỉ, ba em to, đây có ba em to. Con này rẻ nhất, giá hợp lý. Đây là một em Yamaha NS C105 nha quý vị nhé. Con này thì loa hai way, 2200 cả thuế, tương đương khoảng tầm 460-470 nghìn gì đó. Ba loa và cái công suất là cực đại là 200W, điện trở 6 ohm và công suất mini là 50W, min là 50W, cực đại là 200W. Nội thất khá đẹp, còn đẹp đấy chứ. Đấy, Yamaha NS C105 nha quý vị nhé. Để em sẽ lắp cái căng vào và mở phía sau xem nó là sản xuất ở đâu nhé. Đa số chắc là cũng Malaysia hoặc là... đúng không quý vị ạ, con này thì sản xuất ở Malaysia nha quý vị nhé. Đây thì được trợ 6 ohm, công suất input là 50W và công suất cực đại là 200W nha quý vị nhé, NSC105. Mặt trên thì hơi có những vết xước một chút vì hàng cũ, không thể tránh được, với giá rất là rẻ nhé. Ở bên cạnh đây là tiện có một đôi bô 101 IT, trước có một số anh hỏi nhưng mà giờ đã không có hàng. Tiện em quay luôn, một IT loa 1W, 60W nha quý vị nhé, sức cực đại 160W. Để em quay phía sau luôn. Con này thì sản xuất tại Birmingham, Mỹ nha quý vị nhé. Bộ Corporation 101 IT nha quý vị nhé, 160W cực đại, 60W min. Tất nhiên là hàng cũ, không thể tránh những cái vết xước vết cũ này rồi. Đấy, quay qua thôi. Sang em center to thứ hai nhé. Đây là một em Onkyo HTS C10 quý vị ạ. Con này thì có giá 6.600, tương đương khoảng tầm gần 1.400.000 đồng Việt Nam đồng. Sản xuất năm 1999. Công suất nhập lực tối đa là 150W và công suất xuất lực tầm 86 decibel cái cường độ âm thanh xuất lực. Điện trợ là 6 ohm. Này, đây là nội thất bên trong cũng còn rất là đẹp. Long lanh như thế quý vị. Quay xa một chút để nhìn. Đấy, còn rất đẹp. Màu là một màu nâu đen. Onkyo. Onkyo thì em sẽ lật cái sau xem nó sản xuất ở đâu nha quý vị. Đây là một em Yamaha NSC5HX quý vị. Con này thì cũng là một loa center, bảo hành 3 tháng, không có năm sản xuất nữa. Cũ 55Hz cho đến 50kHz, 6 ohm, loa 2 way và 3 speaker. Trong cũng còn rất là đẹp. Và cái loa này nó màu vàng nên nó có những cái chấm chấm như là bị mốc có thời gian. Thì sản xuất tại Indonesia quý vị ạ. 100W cho đến 300W nha quý vị nhá. Sản xuất Indonesia. Yamaha NSC5HX. Khá là chất, còn là nặng lắm. Đây là có mấy em quay cho quý vị cùng xem. Còn mấy con như thế này thì
lướt qua vui thôi, chứ còn chắc quý vị chả ai có nhu cầu về mấy con dàn mini kiểu vậy. Đây có mấy con nữa, dạ không phải là chat đến ông này CS33 này thì dàn 5.1, con này thì cũng công suất 160W khá là tốt, 3.300 khoảng tầm hơn 700.000. Còn này thì SKS SCS SKC 305 4.400 tương đương hơn 900.000, cũng 80W, sản xuất 1997. Onkyo SKC 1305 đấy là mấy em center. Còn bên này thì là mấy con loa lời thôi, à mấy con loa đây quý vị, khá đẹp nhỉ, con này màn đẹp đấy. Thì đấy là mấy con loa center, tiện em thấy có mấy con thì em đi mua, em quay lại quý vị cùng xem luôn. Thì rất mong quý vị đăng ký ủng hộ kênh và tiếp tục cập nhật những thông tin mới từ kênh của em. Em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.